tỷ lệ chọi lớp 10 công lập tại Hà Nội cao nhất trong 7 năm qua. Trong kỳ thi lớp 10 năm nay, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy toàn thành phố có 106.586 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường trung học phổ thông không chuyên, 102.954 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây. Với tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 69.020, dù đã tăng thêm so với năm học 2021-2022, thì vẫn sẽ có khoảng 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. So với 6 kỳ thi tuyển sinh gần nhất, tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cũng là cao nhất với 1/1,54. Xét riêng từng trường, trung học phổ thông Yên Hòa đứng đầu danh sách với tỷ lệ lên đến 1/3,03. Theo sau đó là các trường trung học phổ thông Chu Văn An 1/2,87, trung học phổ thông Sơn Tây 1/2,73, trung học phổ thông Nhân Chính 1/2,53, trung học phổ thông Lê Quý Đôn Hà Đông 1/2,51. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường công lập ở Hà Nội diễn ra trong vòng 2 ngày là ngày 18 và ngày 19 tháng 6 với 3 môn ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Bài thi môn toán và ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Bài thi diễn ra trong vòng 60 phút. Từ Internet Explorer, nhiều doanh nghiệp điêu đứng. Kể từ ngày 15 tháng 6, Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer 11, phiên bản cuối cùng của trình duyệt web từng được cài đặt mặc định trên Windows. Cách đây 6 năm, Microsoft cũng đã chính thức ngừng hỗ trợ Internet Explorer từ phiên bản 8 đến phiên bản 10. Cũng trong thông báo của Microsoft, hãng này cũng đồng thời kêu gọi người dùng chuyển sang sử dụng trình duyệt Microsoft Edge, vốn được coi là người thừa kế của Internet Explorer. Đang nói ở đây là việc Internet Explorer được khai tử vào ngày 15 tháng 6 vừa qua đã gây ra một sự hoảng loạn nhỏ tại các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tại một số quốc gia, vốn đã xây dựng các hệ thống nội bộ xung quanh trình duyệt cũ kỹ, được coi là chẳng ai muốn dùng này. Theo đó, Nhật Bản có thể là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi động thái khai tử Internet Explorer của Microsoft. Một cuộc khảo sát vào tháng 3 cho thấy 49% công ty của quốc gia Đông Á này vẫn sử dụng Internet Explorer thay vì trình duyệt mới hơn như Chrome, Firefox hay Safari. Trong số này, các công ty tại Nhật thường dùng Internet Explorer cho các ứng dụng như quản lý nội bộ, trao đổi dữ liệu và hệ thống kế toán. Cả những công việc trên phải được cập nhật hoặc chuyển đổi sang các phần mềm hoặc trình duyệt khác kể từ khi Microsoft công bố kế hoạch ngừng hỗ trợ Internet Explorer từ năm trước. Tuy nhiên, vì một số lý do khác, việc chuyển đổi đã bị trì hoãn. Kết quả, các doanh nghiệp trên khắp Nhật Bản hiện đã và đang phải chạy đua nước rút nhằm đảm bảo họ vẫn có thể chạy các hoạt động trước đây dựa vào các ứng dụng được xây dựng trên trình duyệt lâu đời của Microsoft. Một số đã đợi để cập nhật trang web của họ cho đến phút cuối cùng. Trái chiều tính năng chuyến xe im lặng của Grab. Chuyến xe im lặng là tính năng của hành khách lựa chọn với mong muốn hạn chế trao đổi và tiếp xúc khi đang sử dụng các dịch vụ di chuyển của Grab. Khi hành khách chọn sử dụng tính năng chuyến xe im lặng, đối tác lái xe sẽ nhìn thấy nội dung tại mục Grab Chat của chuyến xe. Cụ thể, nếu lái xe nhận được tin nhắn trả lời từ hành khách với nội dung "Tôi muốn im lặng", đồng nghĩa tính năng này bắt đầu được áp dụng, tài xế sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, với các tài xế Grab vẫn sẽ cần lên tiếng ở một số trường hợp. Cụ thể, Grab cho biết tài xế chỉ trao đổi những thông tin liên quan đến quốc xe như chào cơ bản, xác nhận lại thông tin hành khách, quốc xe, điểm đến, lộ trình, các nhắc nhở và các vấn đề an toàn và giữ không gian im lặng cho khách hàng. Nếu tài xế nhận được cuộc gọi khẩn cấp, cần trao đổi với hành khách trước khi nghe máy và nói vừa đủ nghe. Các trường hợp sử dụng thiết bị âm thanh cũng cần có sự trao đổi trước với hành khách, điều chỉnh âm thanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Ngay khi Grab có thông báo về tính năng này, nhiều hành khách thường xuyên sử dụng dịch vụ đã lên tiếng đồng tình và nói rằng bản thân là người hướng nội, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đi xe cần được yên tĩnh và không muốn tiếp chuyện với ai. Với nhiều tài xế xe Grab thì tính năng này lại gây bức xúc. Grab chỉ quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, còn tài xế thì sao? Trong khi giá xăng dầu liên tục tăng, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chuyến xe im lặng là tính năng không mới đã được triển khai tại nhiều quốc gia khác nhau. Tháng 4 năm 2022, Grab Philippines cũng đã thử nghiệm tính năng nói trên và thời gian kéo dài tới cuối tháng 6. Thử nghiệm của Grab nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong trường hợp họ muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc chỉ đơn giản là không có tâm trạng để trò chuyện. Nếu khả thi, rất có thể Grab sẽ áp dụng tính năng này trong tương lai. Giải pháp giúp người trẻ tại đô thị vượt qua khủng hoảng kinh tế. Xăng dầu, điện, giá cả thực phẩm đều tăng cao chóng mặt. Việc này khiến các gia đình có thu nhập thấp, người trẻ, sinh viên mới ra trường trở thành những đối tượng chịu tác động lớn nhất. Theo Quỹ Liên Thế Giới, tổ chức từ thiện giáo dục, một người ở độ tuổi 20 chi khoảng một nửa thu nhập của họ cho tiền thuê nhà, xăng dầu và phương tiện đi lại. Để giải quyết vấn đề chi phí gia tăng mà hàng triệu người phải đối mặt, Craig Ramro, giám đốc tiết kiệm tại ngân hàng Item cho biết, chúng ta có thể thực hiện các bước nhằm có sự chuẩn bị tài chính tốt hơn cho tương lai.
Ở góc độ cá nhân, đó là việc giảm thiểu chi phí sinh hoạt và tận dụng tối đa chương trình tiết kiệm có sẵn. Vị chuyên gia này cũng đưa ra 6 mẹo để giúp giảm thiểu khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Cụ thể là thử thách tiết kiệm. Bạn có thể tự đặt ra những thử thách tiết kiệm khác nhau. Ví dụ, thách thức chi tiêu làm tròn. Tháng 1 bạn chi tiêu 13,5 triệu đồng, nhưng tháng 7 bạn đặt ra mục tiêu chi tiêu 13 triệu. Con số 500.000 là khoản chênh lệch mà bạn tiết kiệm được. Bạn luôn so sánh giữa các mức giá. Trong thời điểm khó khăn này, bạn đừng xuề xòa với suy nghĩ rằng không đáng bao nhiêu vì nhiều khoản nhỏ sẽ tạo thành một khoản lớn. Chẳng hạn nếu bạn kiểm tra các khoản đang trả cho những tiện ích của bản thân lẫn gia đình, bao gồm cáp truyền hình, viễn thông, sau đó so sánh giá chất lượng của các nhà cung cấp đang đưa ra, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thay đổi thương hiệu mà bạn đã sử dụng thành thói quen nếu nó lên giá, kể cả trong lĩnh vực thời trang, ăn uống. Ví dụ nếu tiệm bánh bạn hay mua tăng 5% trong khi bạn ăn thử và phát hiện một tiệm bánh khác chất lượng tương đối, giá thấp hơn thì tốt nhất hãy thay đổi sang thương hiệu mới đó. Giảm đi du lịch. Hiện nay giá vé máy bay không hề rẻ, các điểm du lịch cũng đang trong thời kỳ nóng lên sau dịch Covid-19. Vì vậy bạn nên tính toán lại các ngân quỹ bạn dự kiến chi cho du lịch và chi trong mức đó thay vì hứng lên và mua vé đi chơi. Luôn giữ lịch sử tín dụng sạch. Một số người khi vay ngân hàng sẽ gặp khó khăn, phải chịu lãi suất cao hơn do lịch sử tín dụng xấu, từng vay nợ ngân hàng nhưng trả sai hẹn, không trả đủ. Do vậy, nếu bạn có một lịch sử tín dụng sạch, bạn có thể tiếp cận với mức lãi suất vay thấp hơn. Điều này giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể nếu bạn vay tiền mua nhà hoặc xe. Học hỏi cách đầu tư, thay vì chấp nhận việc giá cả leo thang và co kéo trong mức thu nhập vốn có, nên tìm cách tăng thu nhập. Bạn cũng cần học để biết được dòng tiền của mình đang đi đâu, có hợp lý không và tìm kênh đầu tư hợp lý nhất cho số vốn bạn có. Sống cân bằng, chi phí sinh hoạt trở thành một gánh nặng cho không ít người, khiến chúng ta nghĩ đến việc cắt giảm những sở thích cá nhân, ví dụ ăn hàng, mua sắm quần áo, đăng ký tài khoản Netflix. Tuy nhiên, nên lập danh sách những gì thiết yếu với cuộc sống cá nhân và những thứ không hoàn toàn cần thiết, từ đó cân đối việc giữ hay bỏ cho phù hợp.